Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ba anh em mình tiếp tục ăn món sở thích của mình nha. Unagi. Có mới ta? Có mới chứ? Có. Gì nữa? Bắp. Ok. Ăn ai? Có bụng quá. Mời mọi người nha. Thật anh. Chạy lắm. Chạy lắm không? Em đi qua làm chua cây rồi thôi. Chua cây, cây ốc. Giờ nó mới hay. Tôi mắm cái này nữa nè. Đúng rồi. Tắm vô. Ngon. Được cây đường ngon. Cho nó mắm. Mời tất cả mọi người nha. Từ hôm nay là kêu nào tấu nó mình làm vậy. Ba mẹ đưa làm tao mưu gì nhỉ? Về nhà trời ơi, ngon con phim biết đâu kìa. Coi kim làm trong ngờ đó. Kim trong chân kia. Mà mấy bà. Ủa, tao mà ở trong phòng ta. Mà không có ai luôn. Không có ai. Thấy ba mẹ ngồi nằm. Kìa. Như nằm. Thì ta vô. Không phải anh em. Cùng mày. Hết luôn. Cùng em trong phòng. Trong cái đậu ra đậu như vậy tiếp tục như vậy cái kia đó đang đi được nhân tấu lắm như máu người vậy không có điên nè tấu lắm làm cái đây luôn cái máu nó bật cái lên cái tay cái gì này trời em la mới la mình chung mày lại như trời đẹp biết chớp á dạ mẹ đáng cả đàn ông mẹ chưa mẹ ra thì sao thì có được em chưa có con gì đó đó như ba mẹ có thì mới đi với chú có con gì đâu mày dù có cái đâu mẹ anh Thành có cái gì đâu dép đi à anh nhập tới đừng đâu dép nha hôm trước ở đây là hai anh em à làm một công trình ở sông Ngầu luôn con khui là bài tam à chỗ công mình thú lúc đó công trình của anh là nổi tiếng là cực kỳ nhiều mạng đó là thuộc hầu thưa đó là cái tu chính trị đó là tu giam giữ hư rồi rồi thì sự có mấy cái nhà tù cũng không nghe luôn không dạy được chị đào bỏ ba tụi bay là chị đào ơi người ta ai cũng ba tụi bay đào phái được là không phái được dù gì cái bơm cũng mơ được không nói chung là rùng lợn lắm buổi tối á như ăn ung hầu tự nhiên mấy người dân ở đấy cửa mấy cứ người ta đi biển á, đi rừng á, là năm giờ chiều ấy, không ai dám ở trong bãi, từ tối rồi trong bãi là bị điêu luôn. Do không ai dám ở lại, bị bắt nhốt, bị bắt hết, nhét cái bụi cây, rồi mở ra nó chạy. Xong rồi bữa nay cái tuần của anh nào, có không? Ăn rồi chụp ra bờ tông á trưa thì ăn cái ở lại á nhà ngủ với con cái thôi không mơ hết có đường nọ mà chạy cơ mồm nó giỡn nó nữa anh em lên nhậm á con kia chỗ mà ông đang ngủ rồi anh em lên nhậm á đó là nọ chạy xung quanh nó giỡn nếu mà giỡn ông mà lắc lư lưng đập ra không ta lát trong phải nhảy thấy cho giận lắc lư trong không ngủ nữa một sâu mua nghe nhìn cái cây lên cúng mà đúng không mà cúng nha mình thật nhang giá đến buổi trưa luôn cho một màu đấy tự nhiên
Thôi nhanh đi. Đây đúng rồi quay rồi. Không, tự nhiên tin nhanh nha. Tay tế. Bằng tay á, bằng cách cắm ấy, nó béo lại. Số 19. Số 1 nha, số 1 dường như này. Nó cháy nó tan ấy. Một tay nó tan, cái tan nó dự thẳng luôn như này. Một tay nghe nó quăng lại, là tôi chín. Dường luôn luôn. Bằng đồ nha. Cũng luôn 19, cũng 3 luôn. Dài được điệu không? Cũng luôn lô này. Không có giờ được không có lô á. Ừ. Ba lô. Rồi bữa đấy là chín mà từ bị mấy triệu rồi. Bắt đầu. Ngon. Chào mừng. Mua đồ lấy một giá ăn cúng bữa trưa. Mua đồ ăn đồ nhiều lắm. Tao cúng cà bơm. Dạ như để cho một số rau mình cúng luôn. Ừ. Trẻ ơn này là có xài thì xài gấp lên xài to lắm. Ngủi lấy hay có gì mà như tầm lưng. Rồi còn một lần anh đi làm. Rồi trong thành tạo anh có 12 người. Tự nhiên không anh rồi. Mất một tiếng giấc. Tìm giấc không em. Ở đấy làm ai mà với ai nữa. Trường mới to mà không ai mà với họ hết. Đâu, còn hai thế. Tự nhiên. Tiền biết không? Biết ai ai cũng được tìm. Không có trường đó không? Ừ, nó không đỏ, xung quanh không có. Nó có một chiếc này là được ấy. Mình tìm một chiếc là không có. Còn một chiếc không? Ừ, còn 2 tháng nữa. Đây, tụi anh ngồi nước lên trên này. Ngồi bên hồng đá núi à, còn bên tại tao cũng ngầu nước, ngầu cũng chỉ như là uống nước mà ngầu uống nước kinh nha, nó kinh như rượu, mà ai thấy à, tự nhiên cũng chuẩn bị gì rồi, rồi thấy chiếc máy hầu được ở nơi tụi bạn mình, chỉ như không ai ngửi hay là nhận ra không biết, thôi ra ra mà không mê uống á, nói với mình không biết rồi đấy, tự nhiên, mà đặc biệt nha. Công trình này làm ấy là không ai được mang dép cho công trình. Thì mang dây thôi. Mang dây vào hộ lao động không? Ta mang dép cho việc này. Mà bữa nay ai đâu cả, đâu ai mang dép cho công trình đâu mà công trình là có chiếc dép ở đấy. Tự nhiên anh em tụi mặt luôn, ai cũng bơm mệt mệt nha anh em. Ăn được mệt luôn. Xong rồi cởi tới đấy, tụi anh hết cá đi đi. Mang công trình. Đó. Đi đi em cũng có nghe kìa. Cái dép của họ không lái luôn à. Lâu nha. Nhưng mà anh đó nhưng mà anh ra. Anh xuống núi trước. À mình kia, của anh trên núi á. Còn anh em mình rửa, anh xuống núi trước. Anh về anh chạy xuống trước. Anh xuống sau. Lúc anh xuống á. Rồi anh cảm thấy á, đi lộn luôn. Anh mấy cắm anh thì tôi nhé, xuống cầu. Đi mà anh lại người. Nhiều cái gì? Cái gì? Đi đi phơi nắng. Dạ như là mình như tiếng nói nó bù cay mà. Dạ như nách luôn thấy được. Ừ. Hướng theo chọn. Ừ. Vừa xuống được dưới đây. Có tổ đứng ở chuyện mừng. Vui. Nghe cho bù cay cho chứ. Đỡ ổng vô ổng cơ cổ. Cỡ anh biết đó. Công trình anh ấy có nghe đàm rồi. Nghe đâu rồi, nghe, không phải nghe đàm nha. Là ngày 16. Ngày mấy? Ngày 16 á. 16 ra 1 tấn 16 á, 15 tấn 16 á. Cúng vô hèm. Đúng không? Cúng vô hèm đi luôn. Tổng thành cũng mỗi nhiều này. Không. Cảm ơn. Đồng mấy bờ mi đi kia mình gặp cho. Ngủ kia. Đồng chàng mấy chứ. Được rồi, đi nghỉ nghe không? Chú hôn.
Bye bye.